Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ của Dũng Hoàng. Và anh em nào mà lần đầu biết đến kênh của em thì rất là đơn giản thôi. Anh em vào kênh YouTube và các anh em gõ ở chỗ phần tìm kiếm chữ Đồng Hồ Cổ Dũng Hoàng và các anh em tìm kiếm là nó sẽ ra. Đây là kênh Đồng Hồ Cổ Dũng Hoàng của em. Em có hai kênh. Thứ nhất là kênh Đồng Hồ Cổ Dũng Hoàng của em. Thì anh em nhấn nút đăng ký này. Và các anh em nhấn, đây nó có cái chữ thông báo này, anh em nhấn vào biểu tượng của chuông đấy, để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem được và biết được những mẫu đồng hồ mới nhất. Và đây là kênh Đồng Hồ Cổ Dũng Hoàng thứ hai em mới đăng ký anh em ạ. Và anh em cũng nhấn vào nút đăng ký này, cũng như là nhấn vào thông báo chỗ biểu tượng của chuông thì anh em nhận được tất cả những cái video mới nhất em ra anh em nhé. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ cực kỳ sang trọng, tinh tế và mang những cái nét vintage xưa cực kỳ cao. Đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Victory. Cái thương hiệu này cực kỳ ít có tại trường Việt Nam mình anh em nhé. Thương hiệu Victory, tiếng Anh nó là Victory, còn tiếng Việt nó có nghĩa là chiến thắng anh em ạ. Chiếc Victory này có một cái thiết kế cực kỳ là đơn giản, tinh tế anh em nhé, với một cái form dáng kiểu dáng tanh nhưng mà nó bo, kiểu nó bo vào nhìn nó tổng thể nhìn nó mềm mại hơn một chút so với những chiếc dáng tanh mà nó vuông phức. Đấy, chiếc Victory này là một trong những chiếc đồng hồ phải nói là cực kỳ ít có tại trường Việt Nam mình. Kiếm được chiếc đồng hồ thứ hai cũng không đơn giản anh em ạ. Chiếc Victory này thì có một cái khung vỏ được bọc vàng và anh em cùng chiêm ngưỡng này, nước vàng của nó còn mới bén cạnh, gần như là không có một cái nét thời gian nào anh em ạ. Đấy, anh em nhá, nhìn cái nước vàng của nó, khung vỏ bọc vàng dày và cực kỳ đẹp. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy cơ cót lên dây, cũng rất là dễ dùng thôi. Và tí nữa em sẽ vào hướng dẫn tất cả các anh em cách sử dụng chiếc đồng hồ Victory này. Và chiếc đồng hồ này thì điểm nhấn đó chính là một cái thiết kế nền mặt vàng mỡ gà, anh em thấy không, rất là đơn giản. Các cọc số được sơn đen và thiết kế kiểu hai kim hoàng gia anh em nhé. Ở phía cọc số dưới 12 giờ thì có dòng chữ Victory được in và anh em thấy không? Đấy, nó zin nên là anh em nhìn thấy cái nét chữ của nó ở dưới ánh điện nó cực kỳ rõ ràng và sắc nét. Chiếc này zin nguyên bản anh em nhé, giá cực kỳ là hợp lý để tất cả các anh em chơi. Và núm zin này. Và chiếc đồng hồ này có một cái đáy được làm từ thép không gỉ. Anh em thấy không? Cái nước đáy của nó còn bóng và nó còn nguyên sớ. Có dòng chữ Streetmate, đây là phiên bản đồng hồ sản xuất chính hãng tại đồng hồ Thụy Sĩ, đất nước Thụy Sĩ. Và chiếc đồng hồ này cá nhân em đánh giá thì độ mới nó phải tầm 98% anh em ạ, mới lắm. Và nó cũng là một chiếc đồng hồ dáng tanh, siêu tầm, giá trị cũng cực kỳ cao. Và chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò đen. Đấy, nó cùng màu với lại bộ cọc sơn và bộ kim anh em nhé. Cái nét chữ ở trên một cái nền vàng ấy, tổng thể kết hợp vào nó rất là hài hòa và nhã nhặn. Chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt cũng rất là chuẩn, size vintage, dáng tanh, size 32.5 dáng tanh, dáng tròn nó khoảng 34.5 đến 35. Đấy, nếu mà đo dáng tròn thì đây anh em này. Đấy, nó phải tầm lên 36-37 anh em này. Và chiếc đồng hồ này độ mỏng này, mỏng nó khoảng là 8.5 mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, kiếm đâu ra những chiếc đồng hồ dáng tanh mà còn đẹp như này anh em, cực kỳ hiếm anh em ạ. Nhìn nó rất là sang trọng anh em nhé. Ở bên ngoài nó cái nền mặt nó làm hiệu ứng bắt sáng rất là tốt. Và hơn thế nữa, mình mặc quần áo sơ mi mùa hè này diện chiếc đồng hồ chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ như thế này, phải nói là cực kỳ tuyệt vời, sang trọng. Và giá của chiếc đồng hồ này em đang giao lưu cực kỳ là hấp dẫn anh em nhé. Giá chỉ có 4.200.000 đồng. Anh em thấy với 4.200.000 đồng anh em được cái gì ạ? Được một cái thương hiệu mà ở thị trường Việt Nam mình không có nhiều này, và độc quyền này, với một cái dáng tanh nó bo uốn rất là mềm mại, và một cái thiết kế hai kim hoàng gia. Và hơn thế nữa, anh em được một chiếc đồng hồ chính hãng 60 tuổi đến từ Thụy Sĩ anh em nhé. Và tất cả những cái đồng hồ mà shop em bán ra đều có một cái thẻ bảo hành. Và chiếc đồng hồ này cá nhân em, shop em bảo hành cho tất cả các anh em về lỗi kỹ thuật 3 tháng anh em nhé. Và nếu anh em mua đồng hồ
bên em mà phát hiện ra hàng fake hàng nhái thì bên em cam kết hoàn tiền 100%, và anh em mua sản phẩm đều được có cái thẻ bảo hành và có một cái thẻ CafeVisit của shop đồng hồ Dũng Hoàng em. Và shop em bán đồng hồ dựa trên cái tâm và sự tin tưởng của tất cả các anh em nhé. Và anh em nào mà chưa có cái thương hiệu Victory này trong bộ sưu tập thì hãy nhanh tay sở hữu. Và qua đây em cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop của em trong suốt thời gian dài vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video này. Và em xin kết thúc video tại đây.